Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Trang Cooking. Hôm nay mình và các bạn cùng vào bếp để thực hiện món cá diếc kho tương. Nguyên liệu hôm nay mình chuẩn bị bao gồm có 1 cân cá, dưa chua, giềng, gừng, hành khô, ớt. Ngoài ra thì mình sẽ chuẩn bị thêm các gia vị khác như dầu ăn, muối, tương, nước màu, hạt nêm, đường, hạt tiêu và bột nghệ. Bây giờ thì các bạn cùng bắt tay vào để thực hiện cùng mình nhé. Hôm nay thì mình có chuẩn bị có 1 cân cá diếc. Cá diếc khi mua thì mình đã nhờ người bán hàng mổ bỏ ruột, loại bỏ phần mang và phần đuôi cá. Khi mua thì các bạn nên chọn những con cá tươi sống, dày mình. Mua về thì mình sẽ rửa sạch lại với muối. Phần vảy cá thì tùy theo sở thích thì các bạn có thể cạo vảy hoặc là để nguyên kho nhừ thì ăn cũng sẽ rất ngon và bùi. Tiếp đến thì mình có chuẩn bị 1 nhánh gừng. Gừng thì mình đã cạo bỏ vỏ và rửa sạch. Bây giờ mình sẽ đi đập dập và băm nhỏ. Tiếp đến thì mình có chuẩn bị có 4 quả ớt tươi, mình đã rửa sạch, bây giờ mình sẽ đi thái chéo to. Giềng thì các bạn có thể giữ lại vỏ, rửa sạch, đập dập băm nhỏ hoặc là có thể thái lát, đập dập để lót ở dưới đáy nồi. Cuối cùng thì mình có sử dụng có 3-4 củ hành khô, mình đã bóc bỏ vỏ và rửa sạch. Bây giờ mình sẽ đi thái lát rồi băm nhỏ, hoặc là các bạn có thể đập dập băm nhỏ cũng được. Cá thì nếu có thời gian các bạn có thể ướp trước với gia vị, nếu không thì các bạn cũng có thể kho cùng với nước sốt. Mình kho trong khoảng thời gian lâu và kho thành 2 lần lửa thì như vậy cá cũng sẽ rất là ngấm, ăn cũng rất là ngon. Phần nước kho cá thì sẽ bao gồm có 1 bát con nước lọc, 1 bát con tương bần. Tiếp đến mình cho thêm 2 thìa canh nước màu. Phần nước màu thì sẽ giúp cho phần cá kho có màu được đẹp và bắt mắt hơn. Tiếp đến mình sẽ cho vào đây 1/2 thìa canh hạt nêm, 1/2 thìa canh đường, 1/3 thìa canh hạt tiêu và cuối cùng là thêm 1 ít bột nghệ để phần cá sẽ có màu đẹp hơn các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi tiến hành để kho cá. Đầu tiên mình sẽ cho 1 ít dầu ăn xuống đáy nồi để phần nồi không bị dính. Tiếp đến thì mình sẽ xếp 1 lớp giềng ở phía dưới, cho thêm 1 lớp dưa chua. Rồi cho cá vào. Phần cá trước khi cho vào thì mình sẽ trộn đều với gừng, hành khô và ớt để cho phần cá được ngấm hơn. Sau đó mình sẽ cho cá xếp vào nồi. Mình sẽ cho hết cả phần gừng, hành, ớt vào bên trong luôn. Cuối cùng cho phần dưa và phần giềng còn lại vào. Sau đó thì mình sẽ cho phần nước sốt vào để kho. Nếu phần nước muối dưa chua không quá chua và mặn thì các bạn có thể cho thêm vào đây khoảng 4-5 thìa canh để phần cá kho sẽ được ngon hơn. Giờ thì mình sẽ đậy vung lại và sau đó bật lửa để bắt đầu kho các bạn nhé. Ban đầu thì mình sẽ để lửa lớn một chút để cho phần nước được sôi. Sau đó thì mình sẽ để lửa vừa và đun. Đun sôi liu riu. Thời gian kho cá thì mình sẽ đun khoảng 2-3 tiếng là ngon. Nếu có thời gian thì các bạn cũng có thể kho thành 2 lần. Lần đầu thì mình có thể kho khoảng 2 tiếng, sau đó thì mình sẽ để nghỉ cho cá nguội và mình sẽ đun lại thêm lần thứ 2. Lần thứ 2 thì các bạn có thể kho thêm khoảng 30 phút là có thể ăn được rồi. Cá kho lâu thì ăn sẽ rất là mềm, nhừ và ngấm đậm gia vị. Đây là nồi cá của mình sau khi đun được 2 tiếng ở lửa nhỏ. Cá cũng đã gần cạn nước rồi. Thì mình sẽ tắt bếp và để nguội. Khi cá đã nguội rồi thì mình sẽ lại bật bếp đun nhỏ lửa thêm 30 phút nữa là có thể bày ra đĩa và thưởng thức được rồi các bạn ạ. Vậy là nồi cá kho của mình cũng đã hoàn thành. Khi mở nắp nồi cá ra thì ấn tượng của mình đầu tiên là rất là thơm mùi tương và mùi dưa chua. Cảm giác như là ăn với cơm thì sẽ rất là tuyệt vời. Bây giờ thì mình sẽ bày cá ra đĩa để cùng thưởng thức các bạn nhé. Với các món cá thì các bạn nên ăn nóng cùng với cơm nóng thì như vậy cá ăn sẽ được ngon, đậm đà, không bị tanh. Bây giờ thì chỉ cần có thêm một đĩa rau cải luộc thì các bạn đã có ngay một mâm cơm gần gũi đơn giản mà lại rất ngon miệng và đưa cơm rồi. Các bạn nhớ thực hiện món cá diếc kho tương cho cả gia đình cùng thưởng thức nhé. Bây giờ thì mời các bạn cùng ăn thử với mình để xem thành phẩm ngày hôm nay thì có vị như thế nào. Cá diếc ăn rất là ngấm vị. Có mùi thơm của tương, ăn kèm với dưa chua thì vừa đưa cơm và vừa không bị ngán. Phần cá nếu không ăn hết thì các bạn cũng có thể cất vào tủ, lần sau ăn thì mình lại kho lại. Cá kho lại thì lại càng ngấm gia vị, ăn lại càng ngon hơn các bạn ạ. Vậy là video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy video của mình hôm nay hay, các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ mình nhé.
Chúc các bạn có một ngày mới bên gia đình thật vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye!